Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968. Tại sao giới truyền thông Hoa Kỳ đã không trình bày đầy đủ và trung thực vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế? Đó là một vấn nạn lương tâm cho mọi người, đặc biệt là những kẻ trong nghề đưa tin. Ông Peter Brastrop là trưởng văn phòng của tờ Washington Post tại Sài Gòn trong thời gian Tết năm 1968, trình bày cho công chúng Mỹ về biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 tại Việt Nam. Nhận định của Brastrop thiếu một điểm không kém quan trọng, đó là thái độ phản chiến do ảnh hưởng tuyên truyền của Cộng sản, của đa số phóng viên nhà báo Tây Phương thời đó. Vì ảnh hưởng đó nên chẳng mấy ai trong họ đã quan tâm tới việc thảm sát ở Huế. Như chúng tôi đã nói, vụ thảm sát tại Huế rõ ràng đã bị giới truyền thông lờ đi. Tin tức chỉ nói sơ qua Việt Cộng khủng bố mà không trình bày tin tức nào cho xứng với tầm mức thực sự. Roger MacArthur của hãng AP là thông tín viên đầu tiên của Mỹ bắt đầu khám phá cuộc sống tại Huế trong thời gian quân địch chiếm đóng. Đầu tháng 2, phóng viên này gửi đi bản tường trình sau đây, và sau đó rất lâu, các phóng viên khác mới để ý đến. Huế, Việt Nam, lực lượng Cộng sản hầu như tràn ngập Huế một tuần qua. Họ vào thành phố với đầy đủ hồ sơ và hình ảnh đối phương và mà họ định xử tử hay bắt giữ. Nhiều người chạy loạn cho hay trong những ngày đầu, bộ đội và các chính ủy tỏ ra rất lịch sự và kỷ luật. Nhiều người Mỹ, dân sự và quân đội đã được ghi nhận là bị bắt làm tù binh. Nhiều dân chạy nạn cho hay ít nhất lúc đầu những người Mỹ này được đối xử tốt, mặc dầu bị canh giữ nghiêm ngặt ở nhiều vùng khác nhau. Cán bộ Cộng sản gõ cửa và tràn vào nhà, hỏi tìm lính Mỹ và Nam Việt Nam. Nếu tìm không được lính, bộ đội Cộng sản trở lại lịch sự. Họ nói chúng tôi không quấy nhiễu thường dân, hãy ở yên trong nhà, khóa cửa lại và đừng sợ. Ở phía bắc sông Hương, nơi quân đội Nam Việt Nam hầu như hoàn toàn trấn thủ được, bộ đội Cộng sản tỏ ra hung hãn hơn là ở bờ phía nam, nơi họ phải giao tranh với thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. MacArthur là một trong rất ít những nhà báo không những chỉ để ý đến thành phần thường dân tại Huế mà còn hỏi han về những kinh nghiệm họ sống, chủ yếu là nhờ ở một số linh mục nói được tiếng Pháp tại Huế. Bài tường thuật của ông có nói đến sổ đen những viên chức bị điểm để bắt giữ và xử tử, nhưng không nêu lên số lượng bao nhiêu người. Lúc đó tầm vóc đầy đủ những vụ xử tử chưa được biết vì chiến trận còn đang tiếp diễn. Ngày 11 tháng 2, hãng AP trích dẫn báo cáo của thị trưởng Huế. Đây là lời lên tiếng chính thức đầu tiên về vụ thảm sát. Huế, Việt Nam, hôm nay tỉnh trưởng tuyên bố rằng bộ đội Cộng sản tại Huế đã xử tử 300 thường dân và chôn họ trong những hố tập thể về phía nam thành phố. Trung tá Phan Văn Khoa, tỉnh trưởng Thừa Thiên, kiêm thị trưởng và quân trấn trưởng Huế nói rằng những người bị xử tử là những viên chức của tỉnh, chuyên viên, cảnh sát và nhiều thành phần khác đã từng bị Cộng quân lên án từ trước. Ông ta nói những vụ xử tử này xảy ra hôm thứ Sáu khi Cộng quân bị thủy quân lục chiến đẩy ra khỏi phía nam thành phố. Ông Khoa cho hay hố chôn tập thể này ở các thành phố nhiều dặm về phía đông nam, một vùng mà quân đội đồng minh chưa lên đến được. Tuy nhiên, theo ông, báo cáo về những vụ xử tử này chính xác, không có nghi vấn gì. Đồng thời, một thường dân Việt Nam cho biết đã trông thấy khoảng chừng 125 đến 150 đồng bào Công giáo bị bắt và dẫn đi hôm thứ Bảy. Người thường dân này đã chứng kiến từ một nơi ẩn núp gần ngoại ô phía nam thành phố và không biết những nạn nhân bị dẫn đi đâu. Dân chúng báo cáo thêm hai vụ xử tử khác hôm Chủ nhật. Họ nói có hai cảnh sát viên bị điều đi trước một toán Cộng sản võ trang khi họ rút lui. Tờ Washington Post
đăng câu chuyện vỏn vẹn có 6 đoạn văn ở trang trong của tờ báo. Tờ New York Times ghi lại câu chuyện qua cây bút Thomas A. Johnson ở trang nhất. Ngày 28 tháng 2, hãng UPE đưa ra câu chuyện từ Sài Gòn, thuật lại những báo cáo của phát ngôn viên chính phủ về việc khám phá 100 thi thể của binh lính và thường dân trong một hố chôn tập thể có một số người tay bị trói ra sau lưng. Ngày 3 tháng 3, hãng UPE đưa thêm tin từ Sài Gòn. Sài Gòn hôm Chủ nhật có tin rằng 95 thường dân Nam Việt Nam được tìm thấy trong những hố chôn tập thể ở Huế. Họ đã bị Việt Cộng giết vì không chịu bắn vào máy bay của Mỹ trong chiến trận giành lại cố đô tháng trước. Nguồn tin từ chính quyền Nam Việt Nam cho hay những kẻ sống sót qua các vụ thảm sát kể lại rằng họ đã thấy những nạn nhân bị cưỡng bức phải tự đào những hố chôn tập thể cho họ và đã van xin tha mạng trước khi bị hạ bởi những toán du kích vũ trang. Hài cốt của những thường dân bị thảm sát tìm thấy mấy ngày trước đây đã được an táng hôm Chủ nhật. Đàn bà và trẻ em khóc lóc đi tìm xác thân nhân, đứng nhìn trong khi công nhân đào xới những nấm mồ chưa xanh cỏ trong những thửa ruộng khô và trong một sân trường khu ngoại ô Huế. Những báo cáo đầu tiên về những vụ hành hình tập thể được ghi nhận trong khi trận đánh tái chiếm Huế và Cổ Thành đang diễn ra kịch liệt. Ngày 29 tháng 2, Bernard Weyrau của tờ Times mô tả nỗi thất vọng, sự đổ nát, cảnh người lánh nạn tại Huế và cũng nói đến một hố chôn tập thể. Ở đó người ta tìm thấy một số hài cốt của những công chức mất tích. Ngày 6 tháng 3, ký giả William Ryan của hãng AP đi thăm cảnh đổ nát của một nơi thời là thành phố có vẻ đẹp thần tiên. Một thành phố xuất huyết cho đến chết. Cũng như các phóng viên khác, ông ta chỉ chú ý đến sự thất vọng của người Mỹ, tham nhũng và sự trì trệ của bộ máy chính quyền mà ông ta gọi là một sự thất bại toàn diện về tâm lý cho phe đồng minh, sợ hãi, cơ hàng và thất vọng. Và ông ta ghi lại một cách sơ sài rằng khoảng chừng 1.000 thường dân đã chết. Nhiều người đã bị xử tử bởi lực lượng của đối phương. Những hố chôn tập thể được tìm thấy. Ryan đã không hề đến thăm những hố chôn tập thể này. Ngày 9 tháng 3, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ phổ biến một bản tin báo chí đưa con số hài cốt tìm ra trong 3 hố chôn tập thể ở ngoài ô Huế là 400 và nói rằng Việt Cộng đã cố gắng truy lùng có hệ thống những người bị điểm trước. Tờ Times đăng một bản tin vắn của hãng Reuters ở trang 2. Đối phương giết 400 thường dân Huế, tờ Post đăng tin này ở một phần ruột của tờ báo. Sài Gòn ngày 9 tháng 3, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ hôm nay cho hay Việt Cộng đã giết khoảng 400 thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em, trong thời gian 25 ngày họ chiếm đóng Huế vào tháng trước. Hố chôn tập thể sau cùng trong 3 hố được tìm thấy giữa đống gạch vụn của thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh chứa 10 nạn nhân. Một số trong những người này bị cột tay ra sau lưng. Một viên chức của tòa đại sứ cho biết các tù binh Việt Cộng cũng khai rằng thượng cấp của họ đã ra lệnh xử tử khoảng chừng 400 thường dân chung quanh Huế. Các nạn nhân này bao gồm những người công giáo và viên chức chính quyền. Cho đến nay, người ta đã tìm thấy 3 hố chôn tập thể chứa trên 100 tử thi chung quanh thành phố. Phát ngôn viên của tòa đại sứ nói trong năm nay có khoảng chừng 12.000 dân Việt Nam là những nạn nhân của chính sách khủng bố của Việt Cộng. Ông còn thêm là chừng 5.831 đã bị giết và 2.783 bị bắt cóc, số còn lại được coi là mất tích. Phát ngôn viên nói ít nhất 300 người đã mất mạng với các toán hành quyết của Việt Cộng trong giáo xứ Phụ Cam.
các thông tin viễn liên và báo chí chỉ nói có thể. Không có các hố chôn người tập thể, cũng chẳng có những vụ hành quyết được nhắc nhở tới trong bài viết về Huế trên tờ Times xuất bản ngày 23 tháng 3. Một trong hai bài viết của Lee Lesskazer trên tờ Post xuất bản vào hạ tuần tháng 3 đã chi tiết mô tả cảnh lính miền Nam Việt Nam hôi của chính quyền hỗn loạn, 2.500 thường dân chết, cảnh đổ nát Phật giáo Công giáo hiềm khích, tâm tình chống Mỹ và chính quyền bắt bớ vô cớ, và việc một cựu viên chức chính quyền cho rằng bộ đội cộng sản tương đối có chọn lựa trong việc bắt bớ và hành quyết. Tết Mậu Thân, Huế đô dậy sóng, đón giao thừa lửa bóng dầu sôi. 25 ngày cộng quân vào thành nội, dùng dân đỡ đạn, hoành hành khắp nơi, lập tòa án nhân dân gia hội, đấu tố thanh trừng luật rừng thi thố, chẳng ai dám nói năng thách đố, cuối cùng chung xuống hố oan khiên. Lũ ác quỷ đâu cần xét xử, chỉ gật đầu là tội chết đến nơi, mạng người xem tựa tơ rơi, lòng lan dạ thú mặt người gớm thay. Bây giờ rõ mặt rõ mày, vàng thao lẫn lộn phơi bày rõ ra, mang danh trí thức văn gia, sao để hành quyết các nhà lương y, bác sĩ đức dạy trường y, đem công lao dùng tâm trí, đào tạo sinh viên chí nguyện lợi tha, thi hài bốn vị tìm ra, ngậm ngùi núi ngự lệ nhòa sông Hương. Tại vùng Phú Thượng, Phú Hương, từ muối đập đá về đường Thuận An, cộng quân đột nhập lan tràn, khống chế các ngã không đàn thoát thân. Nào là công chức, quân nhân, học trò, loa truyền trình diện khoan hồng. 3 ngày học tập rồi xong cho về, kẻ trốn thoát, người mẫn mê, nghe theo lời dụ, ê chề đớn đau. Trói quặp cánh tay ra sao, bằng dây kẽm lạc cột chung một hành. Dẫn đi họng súng chỉ đàn, ai vùng ra khỏi gặp tràng AK. Bước chân theo gót gần xa, màn đêm rơi xuống bóng ma chập chờn. Có người liều mạng thoát thân, vùng ra chạy thoát trên đường âm ti. Băng vườn lối hối một khi, nhìn đèn định hướng tức thì thoát thân. 100 phần chỉ sống 1 phần, nghìn người lùa xuống hố hầm chung chung. Bể đầu vỡ sọ trói chùm, cuốc xẻng đánh đập hành hung bạo tàn. Đào lên xương rã thịt tan, áo quần nút nịch ngổn ngang phơi bày. Đường kim mũi chỉ vá mai, hàm răng mớ tóc nhìn ngay chồng mình. Đem về an táng đám đình, thỏa lòng phụ tử trọn tình phu thê. Đường về lương viện hải trình, bốn bề cát trắng lung linh ánh vàng. Hồn thiên chỉ dẫn rõ ràng, đào lên là xác cha đồng không sai. Có thánh giá 3 thư để lại, chấp nhận cái chết không nao núng lòng, biết tha thứ, biết bao dung, ngày đem ánh sáng vào nơi oán thù. 100 năm bia đá thì mòn, 1000 năm bia miệng vẫn còn oán than. Ai lên nghĩa địa 3 đồn, nhớ về phú thứ cộng chôn dân lành. Ai lên nghĩa địa 3 vành, đầu lâu xương cốt thành lấp khe. Võ Văn Bằng, Dân Thừa Thiên Huế. Và ở trong đây đó quý vị, có cái phần chú thích. Ví dụ như là nhìn ngọn đèn định hướng tức thì thoát thân á, thì ở trong đây ngọn đèn này là ngọn đèn pha đó, của đài phát thanh đặt ở đỉnh cột cao ở gần phi trường Phú Bài thuộc quận Hương Thủy. Và cái số 3 là ai lên nghĩa địa 3 đồn đó, thì là họ chú thích là các thi hài được an táng tại 2 nghĩa địa ở 3 đồn và 3 vành.
Và số 4 đó là câu đầu lâu xương cốt thành lắp khe đó. Thì khe là khe đá mài ở quận Nam Hòa, miền núi. Thì hàng ngàn người dẫn đi từ nhà thờ Phú Cam, vùng An Lăng bị hành quyết ở khe đá mài. Và đây là cái phần 2 trong cái quyển mà thảm sát tích bầu thân Thừa Thiên Huế quý vị. Thùy Dương cũng mong rằng là quý vị nghe và chúng ta thấy được những cái khổ nạn mà người dân của chúng ta ở ngoài Huế đã phải gánh chịu trong cái Tết Mậu Thân năm 1968 nha quý vị. Thùy Dương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi cái phần 2 của Tết Mậu Thân tại Thừa Thiên Huế. Và quý vị hãy vui lòng ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like. Và quý vị nếu chưa có nhấn ghi danh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Thùy Dương cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.